Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc hộp cái thứ hai. Bữa trước chúng ta đọc hộp cái thùng, nay chúng ta đọc hộp cái bằng cái hộp. Rồi hôm nay chúng ta có mình là B 2717 H của Đeo. Này là mình, các bạn thấy cái tem của Phong Vũ là biết mua ở đâu rồi ha, đừng nói thấy tem Phong Vũ mua ở Hoàng Long. Anh chị để em nè tông nữa nè. Đây trong đó có gì vậy? Rồi thì ở trong mình chúng ta sẽ có cái gì ha. Ta 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 cái gì vậy? Cái này cái đế. Cái này là cái chân. Này có cái lỗ này nha. Rồi, tạm thời để qua một bên. Này là ruột heo. Cái gì ruột heo? Này là ruột gà. Ruột gà. Là có cổng bột, cổng bi ga, đây dây nguồn, cổng đây cổng internet, cái gì? HDMI, đĩa hướng dẫn. Cái gì ta? Cái kẹo gì trong đây? Tên 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 tên. À đây là cái chân. Chân chúng ta sẽ gắn vào trong đây. Đây, đây có cái lỗ. Đây có con ốc. Đút vô dạng này ra. À chúng ta sẽ đút vô đây. Ở đây nó có cái con cái lỗ để dặn ốc. Cái gì? Nhìn mà biết luôn nè. Dạ, các bạn dạo là tại sao mà nó xuống. Để dưỡng. Cái màn hình này nó vẽ được lên xuống được xuống lên. À, cái này hướng dẫn lắp ráp. Này giống một khô quá. Chị nè. Qua. Rồi, giờ đây là phần chính. Đây là cái màn hình. TV 27 đi nha. Trời đất ơi. Đây là màn hình laptop. Đây, để màn hình của con. Rồi, ba xin lỗi chút xíu nha bà nội. Chúng ta sẽ gắn màn hình cho luôn nha. Để coi gắn cái kiểu gì đây. Rồi. Cái này có cái nút. Chắc là gắn nó cho đây trước rồi này sao. Mình đốn thế. Làm đầu gắn. Ý, quá là thông minh. Anh chàng là số 1. Rồi sao 27 em. Là test không ta? Phía sau, cái cổng phía sau. Rồi chúng ta coi cái cổng của nó ha. Đó, cổng bi ga, cổng đi vọt, cổng HDMI. Rồi, như vậy xong, chúng ta đã xong phần hình. Hẹn các bạn tiếp sau chúng ta sẽ thử với đùa rực cái màn hình, chúng ta sẽ mở màn hình lên.